Thưa quý vị khán giả, vốn đầu tư công là nguồn lực quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt là trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Theo kế hoạch đề ra, đến hết tháng 6 năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải đạt 50% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu này, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Trảng Bom. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận trên công trường thi công dự án đường Lê Hồng Phong, đoạn từ đường 29 tháng 4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Dự án có chiều dài gần 1 km, lòng đường rộng 7 m, lề hai bên mỗi bên rộng 2 m cùng hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng đồng bộ nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thị trấn theo quy hoạch. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 68 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và huyện. Trong đó chi phí xây dựng hơn 18 tỷ đồng và kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 46 tỷ đồng. Thấy đơn vị thi công làm đường ngay, dân chúng tôi đây rất mừng rỡ vì 20 năm nay con đường mới được khởi công. Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Trảng Bom là hơn 427 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh giao huyện đầu tư hơn 122 tỷ đồng và vốn ngân sách huyện hơn 300 tỷ đồng. Vốn đầu tư công được bố trí cho các công trình hạ tầng giao thông, cấp thoát nước đô thị, các dự án xây dựng trường học, trạm y tế đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao đời sống người dân. Hiện đã bước vào mùa mưa, việc thi công trên công trường có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng thời tiết. Tuy nhiên, các nhà thầu cũng xây dựng phương án thi công phù hợp để các công trình không bị gián đoạn. Trường này khởi công từ ngày 20 tháng 12 2023 và quy mô cổ phần xây lắp là gần 40 tỷ. Dự kiến thì khi nào hoàn thành chưa ta? Lần phần xây lắp thời gian mà hoàn thành của bên em là đến ngày 15 tháng 9 là bàn giao. Còn sau đó thì là phần thiết bị. Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát và đánh giá thật là kỹ các cái dự án để rồi có cái tham mưu điều chỉnh cho những cái công trình dự án mà hiện nay đã có khối lượng rồi mà chúng ta cần phải bố trí vốn thì sẽ phải rà soát để điều chỉnh bố trí vốn để kịp thời có cái giải ngân cho các công trình có khối lượng. Cái thứ hai nữa thì huyện cũng đang tập trung chỉ đạo giáo diết quyết liệt để mà giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến khâu giải phóng mặt bằng. Xác định vốn đầu tư công là một trong những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, nên ngay từ đầu năm, Trảng Bom đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn chỉnh những hồ sơ pháp lý có liên quan đến các dự án cũng như tăng cường kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện. Nhờ đó, đến 27 tháng 5 2024, giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh do huyện làm chủ đầu tư đạt 31% và vốn huyện đạt khoảng 20%. Với tiến độ hiện nay, khả năng 6 tháng đầu năm 2024, Trảng Bom có thể giải ngân 69% nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn huyện đạt trên 50% theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.